Hai tên sát nhân kia đã hành hạ Trương Ninh. Thật không may cho hai tên kia, Trương Ninh kể từ khi đấu võ kiếm tiền thì anh đã không còn thân thể này nữa. Trương Ninh trong lúc đau đớn vẫn nhớ đến Tôn Tịnh. Anh ta nhờ hai tên sát thủ đó cứu cô ấy ra khỏi cảnh sát. Nếu như bọn chúng cứu lấy cô ấy thì anh ta sẽ đưa những bức ảnh cho chúng. Còn nếu như không, một vụn cũng không còn. Chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim hành động võ thuật gay cấn. Bộ phim có tên là White Blast. Bộ phim được Việt hóa có tên là Tây Phong Liệt. Tây Phong Liệt là bộ phim gây được nhiều sự chú ý của khán giả từ khi còn chưa ra mắt những cảnh quay rất lạ mắt, đậm chất Hollywood cùng với câu chuyện nghe rất thú vị mà nó sở hữu. Tây Phong Liệt được phát hành năm 2010 với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Ngô Kinh, Ngô Trấn Vũ, Trương Lập, hứa hẹn mang tới nhiều pha hành động mãn nhãn, nhiều cảnh quay hoành tráng nơi sa mạc. Ngoài những pha hành động, đạo diễn bộ phim còn xuất sắc khi mang đến những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt. Bộ phim không có những chuyện tình sướt mướt, Tây Phong Liệt theo chiều bạo lực với bạch lạc truyền dồn dập tạo cảm giác nghẹt thở từ đầu đến cuối phim. Tây Phong Liệt được đạo diễn lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật xảy ra ở Quý Châu, khi một tù nhân đã trốn thoát đến một khe núi sâu và lực lượng cảnh sát không ngừng theo đuổi hắn. Cảnh quay xuất hiện ở rất nhiều nơi trên sa mạc, vì là những pha hành động truy đuổi nên có những đoạn rất nguy hiểm. Đề nghị các bạn để máy trợ tim ở bên cạnh nha. Điều đặc biệt ở bộ phim này là để đóng những cảnh quay khó nhằn này một cách chân thực như vậy, dàn diễn viên sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện về súng cầm tay rất nghiêm ngặt. Lấy bối cảnh trong cuộc chiến miền Tây Trung Quốc, nội dung của phim bắt đầu từ việc bốn thám tử tài năng đang theo dõi một kẻ sát nhân đang bị tình nghi và đồng bọn là bạn gái của hắn đến tận sa mạc. Mọi việc tưởng chừng như êm xuôi, hắn ta tưởng chừng sẽ bị bắt thì lại lâm vào tình huống hết sức nguy hiểm khi bốn người thám tử này cùng lúc đối mặt với hai tên sát thủ chuyên nghiệp. Những kẻ lạ mặt với kỹ năng rất chuyên nghiệp và sở hữu những vũ khí chết người. Cuộc truy đuổi kéo dài tận một đồn cảnh sát nhỏ trong khu vực đó. Và điều đáng sợ hơn nữa là bọn chúng đang ngày càng liều lĩnh hơn. Vậy để thưởng thức những pha hành động gây cấn đầy rõ nét hơn thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của bộ phim ngay bây giờ. Mở đầu bộ phim là một tên sát nhân nhận lệnh và giết một người đàn ông tại quán cà phê sau đó bỏ chạy. Trên sa mạc, không thể tin được cảnh tượng bốn người thám tử không biết nghĩ gì mà lại rượt đuổi theo tên sát nhân. Một bên dùng ngựa, một bên chạy bộ. Thử hỏi xem liệu có cân sức hay không. Nếu không nhờ những người thám tử họ có súng và bắn bay chiếc chuông trên con ngựa khiến nó hoảng sợ, làm cho tên sát nhân kia ngã, thì chắc có chạy đến mai cũng không kịp hắn ta. Tưởng chừng như mọi việc chỉ dừng lại ở đó khi đã bắt được tên sát nhân, hắn ta có tên là Trương Hinh, thì thật bất ngờ có thêm hai tên sát thủ, một nam một nữ rất chuyên nghiệp. Hai người bọn chúng cũng đang luẩn quẩn quanh sa mạc. Đội cảnh sát bây giờ lại có thêm việc, quả là khó khăn. Tôn Tịnh, bạn gái của Trương Ninh, luôn tiếp tục xin lỗi Trương Ninh vì cô mà lầm vào con đường này. Trong bụng cô đang mang dòng máu của Trương Hinh, nhưng mà Trương Hinh nhất quyết bắt cô bỏ đứa bé đi. Anh ta không muốn con của anh ta sinh ra ở thế giới này, bởi vì anh ta biết đứa bé này sinh ra rất thiệt thòi, bởi vì tội danh của anh ta chắc hẳn sẽ nhận lấy hạn mức cao nhất. Anh ta vừa nói vừa ôm lấy Tôn Tịnh đang khóc nức nở. Nửa đêm tại doanh trại cảnh sát, hai tên sát nhân kia cuối cùng cũng hành động. Bọn chúng liên tục ngắm phi tiêu về doanh trại của bốn người thám tử. Ngay khi vừa xông ra để hành động thì hàng loạt phi tiêu bay tới. Vì vậy, để bảo toàn tính mạng, họ bắt buộc phải tập trung 200% sức lực và trí tuệ của mình. Tình hình có vẻ như không có khả quan cho lắm, cho nên họ đã tháo còng tay của Trương Ninh và nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta. Nhưng thật không ngờ, khi hai trong số bốn người thám tử vừa xông ra đã trúng lưới của hai tên sát thủ kia, bọn chúng đốt doanh trại của họ. Quả thật hai tên sát thủ này quá mạnh, và mục tiêu của bọn chúng chính là Trương Ninh. Ngay sau khi đã đạt được mục tiêu của mình, chúng liền rút lui. Lão Hà ngay sau đó cũng đuổi theo hai tên sát thủ kia. Nếu như chúng là sát thủ chuyên nghiệp thì Lão Hà chính là cảnh sát chuyên nghiệp. Sau đó bọn họ liền lập tức hành động ngay để không mất dấu hai tên kia. Hai tên sát nhân kia đã hành hạ Trương Ninh. Thật không may cho hai tên kia, Trương Ninh kể từ khi đấu võ kiếm tiền thì anh đã không còn thân thể này nữa. Trương Ninh trong lúc đau đớn vẫn nhớ đến Tôn Tịnh. Anh ta nhờ hai tên sát thủ đó cứu cô ấy ra khỏi cảnh sát. Nếu như bọn chúng cứu lấy cô ấy thì anh ta sẽ đưa những bức ảnh cho chúng. Còn nếu như không, một vụn cũng không còn. Để thực hiện giao dịch với Trương Ninh, hai tên sát thủ đã giả dạng như vô tình để Lão Hà bắt được. Tuy nhiên, hắn ta lại giở thủ đoạn bắt người của nhóm thám tử để làm con tin, khiến cho họ phải để cho chúng đi. Ngay sau đó, họ đuổi theo bằng ngựa, hai tên sát thủ đã chạy đến để bắt Tôn Tinh. A Mạo và Đại Hiệp đã phát hiện ra hai tên đó và quyết định chơi với bọn chúng đến cùng. Đám người A Mạo chạy lùi và liên tục ném bom xăng về phía hai tên sát thủ. Tuy nhiên, việc này đã không còn ăn thua gì với hai tên sát thủ này nữa. A Mạo với ý định nhảy lên xe tải của bọn chúng nhằm ám sát chúng, nhưng mà không dễ dàng gì với anh ta. Chúng luôn tìm mọi cách để hất anh ra.
Hai tên đó đâm xe vào những vách núi để đẩy anh xuống. A Mạo bị rơi xuống vách núi, Lão Hà và Mao Ngưu lấy ngựa đuổi theo hai tên sát nhân đó. Tuy nhiên, hai con ngựa đã bị hai con người đó bắn hai phát súng, khiến cho chúng ngã quỵ. Đại Hiệp chạy xe chở Tôn Tịnh, nhưng vì Tôn Tịnh đang mang thai nên cô ấy liên tục bị ói. Trong lúc gay gấn đến nghẹt thở như vậy, cô lại mở cửa xe để ói ra ngoài. Dù có muốn ói cũng không muốn ói trong xe. Đại Hiệp vì muốn giữ cô ở trong xe mà không thể điều khiển tay lái, khiến cho xe mất thăng bằng. Đúng lúc này thì hai tên sát nhân kia cho xe tải đâm trực diện chiếc xe Jeep, khiến cho Đại Hiệp và Tôn Tịnh văng ra ngoài. Lão Hà, A Mạo và Mao Ngưu đang cố để lật chiếc xe lên nhưng mà không kịp. Hai tên sát nhân kia đã quay xe lại và cán chiếc xe Jeep một lần nữa. Không biết chiếc xe có tội tình gì mà chỉ trong vài giây đã bị cán hai lần. Sau đó bọn chúng đem Tôn Tịnh đi. Lão Hà vì ngăn cản chúng mà bị đúng một viên đạn vào ngực. Vì vậy ngay sau đó Lão Hà được Đại Hiệp đem về chữa trị. A Mạo và Mao Ngưu quay lại tìm hai tên đó. Họ quay lại chiếc xe tải nhưng hai tên đó đã không còn ở đó từ lâu rồi. Chúng đã quay trở về hang ổ của thổ phỉ, nơi mà bọn thổ phỉ làm chỗ ẩn náu khi nguy hiểm. Tại nơi mà hai tên sát nhân giam Trương Ninh, ở đây anh ta đã phát hiện ra một lối đi bí mật có thể thoát ra ngoài. Với ba ngòi nổ tự chế, anh ta đã cho nổ tung chỗ đó và có thể thoát ra ngoài. Anh ta rất sung sướng khi thoát ra ngoài, anh ta cười rất sảng khoái. Hai tên sát nhân này mục đích là vì tiền chứ không phải vì thù hận. Vì vậy, việc nữ sát thủ kia muốn giết mọi người vì thù hận nên quả thật không thể phù hợp với nghề sát thủ. Đặc biệt, chúng còn nói năm 2021 không còn là thời cơ của sát thủ. Không hiểu lý do gì mà Trương Ninh sau khi thoát ra ngoài lại quay trở lại chỗ cũ. Anh ta muốn đánh tên sát thủ kia nhưng mà không thể, bởi vì sức lực của anh ta hiện giờ là không thể. A Mạo và Mao Ngưu đã tìm đến chỗ của hai tên sát thủ kia. Thân là sát thủ nên chúng ngửi thấy mùi nguy hiểm rất nhanh. Chúng lập tức chuẩn bị đối đầu với hai người thám tử. Nhân cơ hội hai tên sát thủ đang chiến đấu với hai người thám tử, Trương Ninh đã đưa Tôn Tịnh ra ngoài. Trước lúc đi, anh không quên để lại một ngòi thuốc nổ đã châm sẵn để tặng cho tên sát thủ kia. Tên sát thủ kia dù suýt chút nữa đã bị đá vùi lấp, nhưng ông bà phù hộ cho hắn ta vẫn có thể đi ra ngoài bằng cách leo dây. Mao Ngưu ở ngoài không biết tên kia đã ra từ đời nào, anh ta lại cố gắng đẩy cục đá trước cửa động để đi vào trong. Đúng là việc làm vô bổ mà. Một lão già thường trung kiển đã bị Mao Ngưu bắt. Ông ta vô cùng lo sợ. Mao Ngưu chưa nói gì, ông ta đã gai ra hết sự thật. Sự ồn ào của ông ta khiến cho Mao Ngưu bực mình. Lão Hà và Đại Hiệp đã bắt được Trương Ninh và Tôn Tịnh trên đường hai người họ chạy trốn khỏi hai tên sát thủ. Ngay sau đó, họ được đưa về đồn cảnh sát gần đó. Ngoài trời thì đang gió lớn, tuyết rơi nhiều như bão. Ở trong một đồn cảnh sát nhỏ, kẻ sát nhân lại được giam chung với những người khác. Trong lúc sơ hở, Mao Ngưu đã bị rắn cắn và vô tình rơi khẩu súng vào bên trong tên sát thủ nữ. Tên sát thủ nữ kia đã cướp lấy khẩu súng. Trương Ninh và Tôn Tịnh ngăn chặn cô ta, nên vô tình một viên đạn đã ghim qua ngực của Tôn Tịnh. Tôn Tịnh ra đi khiến cho Trương Ninh vô cùng đau buồn. Đồn cảnh sát liên tục bị nổ bom. Mao Ngưu vì muốn chống lại tên nam sát thủ kia mà đã hy sinh. Vì để giải cứu con tin, A Mạo cũng thả tên sát thủ nữ kia đi. Vì để bắt được Trương Ninh, tên sát thủ nam đã liên tục giết những người cảnh sát. Trương Ninh thấy thế rất tức giận, anh ta cướp súng và chạy ra ngoài muốn giết chết tên sát thủ kia. A Mạo và tên sát thủ nam kia quyết chiến với nhau vì không muốn liên lụy đến những người vô tội khác. Tên sát thủ kia chưa kịp ra tay thì bị Lão Hà cho một phát súng xuyên qua thái dương, chết ngay tại chỗ. Cuối cùng, kẻ đáng trừng phạt sẽ bị trừng phạt thôi. Vì vậy, hãy làm những việc có ích cho đời, chứ đừng lấy việc giết người để kiếm tiền. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo. Bye bye!